Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Ngài Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tăng Bồ Tát. Sau đây con xin được bắt đầu đọc bài kệ phẩm thứ 12 trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Con xin được bắt đầu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tọ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, đấng khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thanh ký Bồ Tát phước đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tự sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng chọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục ăn uống các ngoại cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Sanh lòng ân trọng cự ngũ tân, chịu thịt tả dâm cùng giới đuống. Trong 21 ngày chứa sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện. Thức rồi liền đặng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tay, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không ăn giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Xúc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhận đến chiêm bao đều ăn cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán Âm nên biết rằng, gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin hồi hướng tất cả các công đức học thuộc bài kệ phẩm thứ 12 cho tất cả các chúng sanh ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để các chúng sanh ở trong ba đường ác ấy tăng trưởng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng, được tái sinh làm người biết tu theo Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha.